Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn một điều rất là đặc biệt. Chắc là quý vị đã nghe thấy các cái chương trình triển lãm từ cấp xã này, cấp huyện, cấp tỉnh này, rồi các câu lạc bộ của anh em hội nhóm này, nhưng mà nó phải là một group nào đó đông anh em cùng tham gia tổ chức, ví dụ như là triển lãm của hội 83, 84, 85 chẳng hạn. Và tới đây thì có cả một cái chương trình trưng bày ấy, rất là hoành tráng của anh em 1977. Tuy nhiên là ngày hôm nay ấy, chúng tôi lại muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái nhà vườn mà nó có cái số lượng thành viên còn nhiều hơn cả một cái hội sinh vật cảnh cấp xã, mà có khi nó còn nhiều hơn cả một số cấp huyện nữa. Và đây có lẽ là một trong những cái vườn có cái số lượng cây mà cũng nhiều nhất Việt Nam, rất là tiềm năng về cơ hội thương mại ở thành phố Hà Nội. Và ngay bây giờ thì không để quý vị và các bạn chờ lâu, thì chúng ta cùng vào đây để xem là tác phẩm trong cái không gian này lần này trưng bày là như thế nào nhé quý vị. Xin mời. Vườn cây cảnh An Mục Viên, khu Đầm Bầu, phường Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội. Mời mọi người cùng theo chân Hoàng Lịch Thiệp để vào xem là các anh ấy đã chuẩn bị cái chương trình trưng bày các tác phẩm và những cây phôi rất là đặc sắc của vườn cảnh An Mục Viên như thế nào nhá. Dàn cây mini rất là đẹp, từ tùng, duối, xanh, linh sam, sung, ui dồi ôi, rất là đẹp luôn, rất là đáng yêu. Mời cả nhà lên đây ngắm. Và ở đây chính thức sẽ khai mạc vào trưa ngày Chủ nhật tuần này nha. Xanh Nam Điền, già cốt chậu, nét cổ, thân toàn nu, rất là chất, của anh Sơn May. Một cây đa làng nhìn rất cổ thụ, nhưng mà cũng nếu mà cắt hết lá đi như một bức tranh vẽ. Cây dâu quá tuyệt vời. Đẹp không? Yêu không? Vườn cảnh An Mục Viên có cả luôn nha quý vị. Mượn về trưng bày tại Tinh Hoa Bát Kỳ Viên. Cây này thì thế nào quý vị? Nó cũng rất đáng để chơi và cũng không phải đâu cũng có. Đồ này rất là chất lượng. Và An Mục Viên số lượng nhiều lắm. Quý vị đến đây mà sưu tầm, anh em sẽ để cái giá cực kỳ hợp lý nha. Mang đâu giá được không quý vị? Rẻ, không đồng. Thì của anh Hạnh Cứu Hỏa. Anh gọi vui vui là tác phẩm Vạn Cổ Lưu Hương. Thực ra nếu mà Vạn Cổ Lưu Hương ấy, là nó có một cái cây ma chiếu thủy cũng rất là nổi tiếng rồi. Mà cái cây này nếu không biết là đặt là Vạn Cổ Lưu Hương có phù hợp hay không, quý vị các bạn cho ý kiến nhé. Tác phẩm Lão Đại của anh Hoa Sắt đã từng lên sàn 350 củ. Ông nào thích đến đây chiến trực tiếp tay bo, không người thích lại cho đấu lại không đồng. Một cây xanh quê già kinh điển luôn, nhưng mà lại có cái lá Nam Điền. Tác phẩm này của anh Dương Hồng Hưng, ông chủ cái khu vườn này luôn, rất là đẹp. Mời quý vị các bạn đến đây ngắm. Ôi, quá già, quá đẹp. Cái cốt này thật sự là quý đấy. Phải nói là An Mục Viên là cái tầm cỡ cốt như này có khi đến vài trăm cây rồi nhá. Bội thực luôn. Ai đến đây quá già chắc chắn là về lại bay tiền vợ. Một trong những cây trực có lẽ là quý nhất cái vườn này luôn. Đẹp vô cùng. Bác nào mà đến đây ngắm trực tiếp cái cây này, phê, đảm bảo phê 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 phê. Về độ ngoằn ngoèo, uốn lượn hay còn gọi là oan ta la văn, thì đây là một trong những tác phẩm đường chạy khỏi bàn. Không nhắc đến tác phẩm này rất dị của bác Phùng Hoặc. Đường nét rất thoáng, cây rất bay, đường thân cổ ngọn rất dị. Quá đẹp đúng không ạ? Cả nhà cho ý kiến về tác phẩm này, xem là vườn cảnh An Mục Viên trưng bày những cây như này đã là chất lượng chưa nha. Xa tít còn cả ở phía đằng sau kia nữa, nhưng mà đây là những cái tác phẩm hoàn thiện. Quý vị các bạn cũng có thể là đến đây và chiêm ngưỡng những cái tác phẩm không chỉ chính thức bày ở đây mà nó còn ở phía trong kia kìa. Các vườn rất là nhiều. Và như tôi nói, số lượng 120 thành viên, mỗi người sẽ một khoảng diện tích từ 1 đến 200m2, có người thì 500m2. Và cái diện tích đó có thể chứa được đến vài trăm cây. Đương nhiên rồi, nó sẽ là rất nhiều. Và quý vị các bạn đến sẽ
thoải mái mà thưởng lãm, cũng như là chọn cho mình những cái sản phẩm cũng như là cây rất là chất lượng, kể cả những cái cây cổ đẹp như thế này cũng có luôn. Và ở đây không thiếu một cái dạng gì, từ cổ đến kim, từ cây hoàn thiện nguyên bản rồi cho đến những cây phôi cấp 1 cũng có luôn. Và quý vị sẽ chọn cho mình những cái sản phẩm phù hợp với cả cái phong cách chơi cũng như là cái con mắt của mình. Ví dụ nhìn sang đây, không bày ở bên này mà bên này cũng có cả những cây phôi rất là đẹp như vậy, rất là lực và nó ra rất là méo. Có lẽ đây cũng là một cái cây tán tầng anh em cắt hóa chuyển dáng, nhưng đến giờ nó đã biến rất là kinh khủng. Và quay trở lại với bên này, chúng ta sẽ lại đi ngắm một lượt để xem vườn cảnh am mục viên trưng bày cái gì và chất lượng của cái sản phẩm rồi tác phẩm trưng bày ở đây như thế nào. Số lượng ở đây rất là nhiều, và thực sự có một điều tôi vẫn phải khẳng định rằng ở đây chủ yếu vẫn là xanh và chỉ có điểm một vài cây si thôi nhé. Có lẽ đây là một cuộc trưng bày xanh thì đúng hơn. Chơi thì nó sẽ cần phải sự đa dạng hơn, nhưng mà thương mại thì cần sản phẩm thị trường đang cần gì, giao dịch dễ thì họ sẽ nuôi chăm và cung cấp ra thị trường những cái sản phẩm như thế. Ví dụ đây là một cái cây năm thân cũng rất là đẹp như này. Tất nhiên vẫn có thể chơi một cách đàng hoàng đúng không? Chơi một cách tử tế mà còn chơi cả một cách rất hiệu quả nữa, chứ không chỉ đơn giản là sản phẩm thương mại, đúng không quý vị? Ở vườn cảnh An Mục Viên sẽ có rất là nhiều những cái cây gọi là nguyên liệu hay là gọi là những cây phôi cực kỳ là chất lượng. Và tôi đã tổ chức đấu giá tại vườn An Mục Viên rất là nhiều, và số lượng giao dịch cũng đã rất là thành công vài thời gian vừa rồi. Còn đưa cả những cái cây tiền trăm, mà tới đây có thể đưa cả những cây tiền tỷ vào đấu luôn quý vị. Nếu quý vị ủng hộ thì chúng tôi sẽ còn nâng cấp sản phẩm của An Mục Viên lên để đưa lên sàn đấu giá của SBC. Quý vị các bạn sẽ được tha hồ lựa chọn những cái sản phẩm mình yêu thích để đấu giá một cách rất là công tâm, đúng không ạ? Đây, những cái phôi như thế này cũng thực sự là một là những cái sản phẩm rất là đáng để cho quý vị các bạn quan tâm và có thể đấu giá trên sàn hoặc là mua ngay tại An Mục Viên bất kỳ lúc nào quý vị các bạn đến đây. Và quý vị sẽ được trao đổi trực tiếp với chủ cây, đàm phán làm sao được cái giá hợp lý nhất, tốt nhất. Và đương nhiên rồi, những sản phẩm đẹp như này đừng bỏ qua, hãy mua nhanh, mua khẩn trương, nếu không người khác sẽ mua mất của quý vị. Hay tôi có nói đến một cái phôi mà có lẽ ngày xưa đây là một tác phẩm đã hoàn thiện, tuy nhiên là khi về An Mục Viên thì các anh ấy đã cắt thu và quyết định làm lại bóng tàn dáng thế cho cái tác phẩm này. Một trong những cái cây mà tôi nhìn rất thích, nó có cái đường nét, đường chạy rất là kỳ dị. Và cây này phải nói luôn là rất tương lai. Nét này giống như là một số nét của những cây xanh cổ đến từ Triều Khúc, nhưng không hiểu tại sao nó đang ở đây. Và tôi tin rằng là cây này thời gian sau nó sẽ trở thành một tác phẩm rất là chất lượng, và có lẽ nó cũng rất là đẹp nữa. Mời quý vị các bạn đến An Mục Viên 24 tháng 4 Chủ nhật tuần này sẽ là địa điểm để đón tiếp quý vị, quý khách khắp mọi miền Tổ quốc về đây giao lưu cùng anh em An Mục Viên. Quý vị nhìn thấy tác phẩm này thì như thế nào ạ? Cho Hoàng Lịch thêm ý kiến nha. Không trưng bày ở giữa đâu, đặt hẳn bên mé luôn. Nhưng mà tác phẩm này đẹp đấy, chất đấy, cũng rất xứng đáng để cho quý vị các bạn quan tâm. Đến đây thì nói với chủ cây này xem anh có bán không, tôi mua liền, chốt luôn nha. Dưới này là những cây phôi trưng bày, cũng đều là những cây phôi rất là chất lượng, 3 vai, 5 vai, mini, nụn lực, rồi thân pháp có luôn, đầy đủ luôn, và đều là xanh năm điển. Bên này còn có cả những cái kho cây, vựa cây của anh Huy 1-8, cũng là một trong những người chơi đích thị và sưu tầm được rất nhiều những cái tác phẩm si cổ đẳng cấp luôn. Và quý vị các bạn đến đây không chỉ ngắm những cái cây trong cái không gian này là những cây xanh si, mà còn là những cái tác phẩm khác nữa, đặc biệt là những tác phẩm xuất sắc của một số các anh lớn và những người chơi chuyên nghiệp, sẽ cho quý vị các bạn
một cái kho nguyên liệu, một cái nơi để tha hồ quý vị các bạn lựa chọn. Đấy, cùng giao lưu với anh em An Mục Viên. Chúng tôi đã giao lưu rồi, thấy rất tuyệt vời. Quý vị hãy đến đây và cùng với chúng tôi tạo nên một cái kỳ tích mới, một cuộc giao lưu bùng nổ và sẽ làm thay đổi thị trường làng cây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Chúc quý vị luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Hẹn gặp quý vị 24 tháng 4 2024 tại An Mục Viên nhé.